Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin rộ tin Nguyễn Phú Trọng đưa Hồ Thị Kim Thoa về quy án. Vào ngày 16 tháng 1 năm 2021, trang Facebook của nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà có đăng bản tin quan trọng như sau. Bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, đã có mặt ở Việt Nam trên chuyến bay từ Paris về hôm nay 16 tháng 1. Sau khi chịu cách ly 14 ngày, sẽ đưa ra xét xử trong các vụ án liên quan đến Vũ Huy Hoàng và Đinh La Thăng. Liên quan đến vi phạm xảy ra tại Sapeco làm mất thất thoát 2.700 tỷ đồng trong vụ án Vũ Huy Hoàng, Bộ Công Thương, Hồ Thị Kim Thoa đã bị truy nã từ tháng 7 năm 2020. Trước đó, bà Thoa đi du lịch qua làng Mai, Pháp và nghe tin truy nã đã ở lại. Nửa năm qua, Việt Nam đã xúc tiến các thủ tục tương tự tư pháp với Pháp cùng với Interpol để đưa bà Thoa về xét xử. Phiên xử Vũ Huy Hoàng đã được tách khỏi vụ án Thăng và lẽ ra đã được tiến hành vào hôm 7 tháng 1. Tuy nhiên, theo các luật sư cho hay, ông Hoàng đã đổ tội hầu hết các tội lên cho bà Hồ Thị Kim Thoa. Phiên xử đã bị hoãn gấp gáp ngay trước giờ xét xử. Khả năng vụ án sẽ được mở lại trước hoặc ngay trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 13. Nó sẽ là điều để chào mừng đến Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà đã viết như vậy. Đây là status của nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà. Hồ Thị Kim Thoa là một nhân vật vô cùng quan trọng mà nhiều tháng qua Bộ Công an đã tìm mọi cách để bắt cho bằng được nhân vật này. Từ kêu gọi, dụ dỗ cho đến gây áp lực với gia đình, nhưng dường như là vô dụng. Tuy nhiên, bà Hồ Thị Kim Thoa đang lẩn trốn tại Pháp, nơi mà có mối liên hệ mật thiết với chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bà Hồ Thị Kim Thoa đã bị bắt từ bao giờ? Câu hỏi cũng được đặt ra. Ngay từ ngày 16 tháng 11 năm 2020, bất ngờ trên trang Facebook của ông Bùi Tấn Hiếu có đăng bản tin như sau. Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa đã bị mật vụ Việt Nam bắt giữ cách đây một tuần tại Pháp. Hiện đang bị giam giữ tại cơ sở ngoại giao Việt Nam tại Paris và đợi chuyến bay trở về Việt Nam. Đây là hình ảnh status của ông Bùi Tấn Hiếu khi đó. Rất có thể bà Hồ Thị Kim Thoa đã bị bắt lúc này, nhưng hôm nay mới đưa về và cũng có thể là bắt sau đó. Câu hỏi vẫn chưa có lời trả lời rõ ràng. Và tại họp báo thường kỳ vào ngày 19 tháng 11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng trước thông tin cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa bị bắt ở Pháp. Lúc đó, bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định như sau: "Tôi không có thông tin về việc bà Hồ Thị Kim Thoa bị bắt giữ tại Pháp." Thêm vào đó, ông Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam Tô Ân Sô cho biết Bộ Công an cũng không nhận được thông tin chính thức về việc bà Hồ Thị Kim Thoa bị bắt và sẽ sớm được đưa về Việt Nam, nên vẫn chưa thể xác nhận được nguồn tin là đúng hay sai. Đây là vụ việc liên quan đến vi phạm xảy ra tại tập công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sapeco, làm thất thoát 2.700 tỷ đồng và bà Thoa cũng bị truy nã từ tháng 7. Cụ thể, vào ngày 10 tháng 7, Bộ Công an Việt Nam cũng quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét về hành vi đối với bà Thoa và cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng. Tuy nhiên, ngay khi cơ quan công an cho biết bà Thoa đã trốn ở Pháp, thì Bộ Công an đã tạm đình chỉ phần vụ án đối với bà Thoa vì xác định bị can đã bỏ trốn. Khi nào bắt được sẽ tiếp tục xử lý theo quy định. Được biết, vào thời điểm đó, bà Thoa đang đi du lịch ở Pháp và trong đó có ghé trung tâm thiền tập làng Mai ở Pháp, Paris. Và sau khi nghe tin bị khởi tố, bà Thoa đã ở lại Pháp bằng visa du lịch. Vào hồi giữa tháng 7 năm nay, Bộ Công an cũng cho biết khi cảnh sát điều tra đã xác định bà Thoa đã ra nước ngoài thì đã xúc tiến các thủ tục tương trợ pháp lý của Interpol, ra lệnh quốc tế, truy nã và kế hoạch đó là phối hợp với cảnh sát nước bạn để bắt bị can về nước. Tuy nhiên, qua kiểm tra thì bên danh sách truy nã quốc tế của Interpol không hề có tên bà Hồ Thị Kim Thoa. Vậy liệu ông Nguyễn Phú Trọng có lặp lại sai phạm bắt cóc người tại một quốc gia có chủ quyền hay không? Có hai giả thiết được đặt ra. Thứ nhất, nếu bắt bà Thoa trong vài ngày gần đây thì chỉ có thể là bắt cóc, còn nếu là bắt bà Thoa ngay từ tháng 11 năm ngoái như blogger Bùi Tấn Hiếu đưa tin thì khả năng là Việt Nam yêu cầu cảnh sát Pháp bắt bà Thoa. Vì thực tế, giữa Việt Nam và Pháp đã có hiệp định dẫn độ nên việc bắt bà Thoa bằng cách hợp tác với cảnh sát Pháp thì sẽ dễ dàng hơn với vụ Trịnh Xuân Thanh ở Đức năm 2017 là đưa mật vụ đột nhập lãnh thổ nước Đức để bắt cóc công dân của mình. Dư luận về việc bắt bà Thoa cũng khá đa chiều. Có người cho rằng Pháp hay những quốc gia khác
không phải là nơi chứa chấp cho quan tham Việt Nam lánh nạn, nên cần phải bắt bà Thoa về để quy án. Số khác thì cho rằng việc bắt bà Thoa cần đúng luật pháp quốc tế chứ không nên bắt cóc, nhất là khi giữa Pháp và Việt Nam có hiệp định dẫn độ và lần này khả năng rất cao là dẫn độ đúng luật pháp quốc tế. Theo hiệp định dẫn độ giữa Pháp và Việt Nam, việc bắt giữ và dẫn độ được quy định như sau. Điều 1 của hiệp định dẫn độ nêu rõ các bên cam kết chuyển giao cho nhau. Theo quy định hiệp định này, bất cứ người nào đang có mặt trên lãnh thổ của một trong các bên bị các cơ quan tư pháp của bên kia truy tố vì đã thực hiện một tội phạm hoặc truy nã để thi hành hình phạt tù đối với một hành vi có thể bị dẫn độ. Điều 2 quy định về các hành vi có thể bị dẫn độ, cụ thể là các hành vi bị xử phạt tù từ 1 năm trở lên hoặc nặng hơn là theo pháp luật của bên yêu cầu và bên được yêu cầu. Ngoài ra, nếu việc dẫn độ được yêu cầu nhằm thi hành một hình phạt tù được tuyên bởi cơ quan tư pháp có thẩm quyền của bên yêu cầu, thời hạn chấp hành hình phạt còn lại ít nhất phải là 6 tháng. Nếu yêu cầu dẫn độ liên quan đến nhiều hành vi khác nhau mà mỗi hành vi đều có thể bị xử phạt theo pháp luật của hai bên, nhưng một số hành vi không đáp ứng các điều kiện quy định tại các khoản 1 và 2 điều này, thì bên được yêu cầu cũng có thể đồng ý dẫn độ đối với các hành vi đó. Đây là hình ảnh khả năng bà Hồ Thị Kim Thoa bị dẫn độ. Như vậy thì bà Thoa hoàn toàn có thể bị bắt và dẫn độ từ Pháp về Việt Nam, chứ không khả năng là không thể bắt cóc như vụ Trịnh Xuân Thanh được. Thủ tục dẫn độ được dẫn ra như thế nào cũng là điều đặt ra. Về thủ tục thì hiệp định dẫn độ cũng có quy định như sau. Điều 6 hiệp định quy định, trừ trường hợp hiệp định này có quy định khác, pháp luật của bên được yêu cầu là hệ thống pháp luật duy nhất được áp dụng đối với thủ tục bắt khẩn cấp, dẫn độ và quá cảnh. Theo điều 7 của hiệp định, mỗi bên chỉ định một cơ quan trung ương để thực hiện hiệp định này. Theo đó, đối với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan trung ương là Bộ Công an. Đối với Cộng hòa Pháp là cơ quan trung ương là Bộ Tư pháp. Đây là hình ảnh ông Tô Ân Sô cho biết truy nã quốc tế bà Hồ Thị Kim Thoa nhưng vẫn không thấy tên bà Thoa trên danh sách truy nã của Interpol. Như vậy, khi bắt khẩn cấp và đưa theo quy định của luật pháp bên đề nghị, trong trường hợp này bên đề nghị là phía Việt Nam, vậy khả năng bà Thoa bị bắt từ tháng 11 năm ngoái là không cao. Bởi có điều khoản bắt khẩn cấp thì rất ít khả năng phía cảnh sát Việt Nam yêu cầu bắt người mà để ngâm lâu đến như vậy. Tuy nhiên, trong điều 6 của hiệp định dẫn độ vẫn có trường hợp loại trừ. Những năm gần đây, Bộ Công an liên tục khoe trên mạng xã hội rằng họ đã phát lệnh truy nã toàn quốc và quốc tế đối với một số bị can từng là quan chức cán bộ nhà nước của một số ông chủ doanh nghiệp bỏ trốn khi bị cơ quan chức năng phát hiện sai phạm. Điển hình như trường hợp của Vũ Đình Duy, cựu tổng giám đốc PVTech, ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy hoặc Trịnh Xuân Thành. Tuy nhiên, khi kiểm tra danh sách truy nã quốc tế của Interpol thì người ta không thấy tên những người này. Trường hợp bà Hồ Thị Kim Thoa bị ông Nguyễn Phú Trọng chiếu cố từ năm 2017 cũng được dư luận đưa ra. Vì tầm quan trọng của bà Hồ Thị Kim Thoa trong sai phạm của Bộ Công Thương, Vũ Huy Hoàng và Bộ Công Thương của ông ta dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, mà ngay từ năm 2017, ông Nguyễn Phú Trọng đã hối thúc việc điều tra và xác minh bà Thoa. Ngay ngày 1 tháng 3 năm 2017, ông Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu ông Nguyễn Xuân Phúc phải chỉ đạo 3 bộ, Thanh tra và Chính phủ khẩn trương thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của ông về việc xác minh tài sản của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa. Được biết, vào ngày 16 tháng 2 năm 2017, Văn phòng Trung ương Đảng có văn bản thông báo của ông Nguyễn Phú Trọng, trong đó kiểm tra thông tin hai bài báo nêu về tài sản của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa. Sau khi có ý kiến của ông Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Xuân Phúc đã giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương, Thanh tra Chính phủ khẩn trương thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo. Theo đó, các cơ quan sẽ báo cáo ông Nguyễn Xuân Phúc về tái cơ cấu của doanh nghiệp nơi Thứ trưởng công tác trước đây, cổ phần hóa vốn và liên quan đến thực hiện quyết định bổ nhiệm người nhà nắm tài chính. Tiếp đó, Thủ tướng sẽ báo cáo Tổng Bí thư các kết quả xác minh. Khi đó, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng cho biết, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì cùng với Thanh tra Chính phủ, Ban Đổi mới Doanh nghiệp Nhà nước rà soát tất cả các quy định liên quan đến tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để tránh những kẽ hở trong cổ phần hóa. Các cơ quan này sẽ phải báo cáo Thủ tướng trong quý 2 năm 2017. Đây là hình ảnh báo chí cũng cho biết từ năm 2017, ông Nguyễn Phú Trọng đã chiếu cố sai phạm của bà Thoa. Nhìn cách quan tâm của ông Nguyễn Phú Trọng đến vụ án, người ta cũng dễ hình dung ra mức độ quan trọng của nhân vật Hồ Thị Kim Thoa này với vụ án như thế nào. Vậy nên, bà Thoa bị bắt vào thời điểm này sẽ có thể phải chịu mức án không hề nhẹ. Quý vị và các bạn
vừa theo dõi bản tin truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 1 năm 2021 với bản tin Rộ tin Nguyễn Phú Trọng đưa Hồ Thị Kim Thoa về quy án. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.